Chào mừng các em đã đến với kênh Lời Giải 2 com Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài Ban về nhân vật thánh gióng của tác giả Hoàng Tiến Tự thuộc bài 8, chủ đề những góc nhìn cuộc sống, trang số 44 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 2 thuộc bộ sách Trần Trời sáng Tạo. Trước hết, chúng ta cùng đến với phần chuẩn bị đọc. Cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa trang số 44 Em đã đọc truyện Thánh Gióng trong bài lắng nghe lịch sử nước mình, hãy chia sẻ các bạn những ấn tượng về nhân vật Thánh Gióng. Các em hãy nhớ lại bài học cũ và chia sẻ suy nghĩ của các em về nhân vật bằng một đoạn văn ngắn. Cô có thể gợi ý các em như sau. Thánh Gióng là một nhân vật trong truyền thuyết, em ấn tượng với nhân vật này là vì sự ra đời kỳ lạ và những hành động kỳ lạ, trên hết là tinh thần bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm của Gióng. Ban đầu, cậu nuôi mãi không lớn, nhưng sau khi giặc âm xâm lược, thanh gióng lớn nhanh như thổi, sông pha ra trận đánh giặc, sau khi chiến thắng, thanh gióng đã bay về trời và để lại câu chuyện truyền thuyết cho đến tận bây giờ. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với câu hỏi trong phần 2, trải nghiệm cùng văn bản. Điều gì đã làm nên sự phi thường của nhân vật Thanh Gióng? Đối với câu hỏi trên, các em hãy nhớ lại các chi tiết kỳ lạ của nhân vật Gióng trong tác phẩm này. Điều đã làm lên sự phi thường của nhân vật thanh gióng là sự ra đời khác thường. Mẹ mang thai đến 12 tháng, gióng lên ba vẫn không biết nói cười. Tiếng nói đầu tiên là tiếng nói xin đi đánh giặc, cho thấy ý thức trách nhiệm của một công dân trước vận mệnh dân tộc. Thánh giáng diệp tàn giặc ân, trả lại mũ áo và bay về trời. Qua sự phi tường của nhân vật thanh gióng, tác giả dân gian đồng thời gửi gắm tinh thần ý thức đánh giặc, cứu nước của dân tộc ta. Ta đến với phần 3, suy ngẫm và phản hồi. Cô sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang số 45. Đầu tiên là câu hỏi số 1. Tác giả đã nêu ý kiến gì về nhân vật thánh gióng? Các em đọc kỹ văn bản trong sách giáo khoa để trả lời câu hỏi. Tác giả đã nêu ra ý kiến của mình về nhân vật thánh gióng được xây dựng rất đặc sắc, vừa là một vị anh hùng phi thường với vẻ đẹp lý tưởng, vừa là một con người trần thế với những vẻ đẹp giản dị, gần gũi, Câu hỏi số 2, hãy xác định lý lẽ, bằng chứng mà tác giả đưa ra để củng cố ý kiến của mình và điền vào bảng sau. Các em hãy đọc kỹ lại văn bản, tìm ý để điền vào bảng trên. Cô có thể gợi ý các em điền như sau. Ý kiến về nhân vật Thánh gióng. Ý kiến 1: Thánh gióng là một người anh hùng phi thường. Ý kiến 2: Thánh gióng thể hiện sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giữ nước. Về lý lẽ của ý kiến 1 Thánh Gióng là một người anh hùng phi thường. Sự phi thường của nhân vật Gióng thể hiện qua những chi tiết về sự thụ thai thần kỳ của bà mẹ Gióng. Bằng chứng là bà bắt đầu mang thai gióng khi bà ướm thử bàn chân mình vào vết chân khổng lồ. Bà mang thai gióng 12 tháng mới sinh. Ở gióng có cả sức mạnh của thể lực và sức mạnh của tinh thần, ý chí. Không có thể lực và ý chí chiến đấu phi thường, làm sao gióng có thể nhổ từng bụi tre đằng ngà để tiếp tục truy kích và đánh tan giặc âm xâm lược. Về lý lẽ cho ý kiến thứ hai, thánh gióng thể hiện sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giữ nước. Lực lượng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc của dân tộc bình thường tiêm ẩn trong nhân dân, tương tự như chú bé làng gióng nằm im không nói không cười. Nhưng khi có giặc thì tiếng gọi ấy đã tập hợp, thức tỉnh tất cả các lực lượng tiềm ẩn ấy của dân tộc và làm nên thanh gióng. Bằng chứng là khi chưa có giặc, gióng là đứa trẻ nằm im không biết nói, khi nghe tiếng gọi của non sông, gióng vụt lớn lên và cất lời nhận nhiệm vụ đánh tan giặc, thánh gióng bay về trời. Tiếp theo, ta đến với câu hỏi số 3, trang số 46. Trong đoạn văn sau, câu nào thể hiện lý lẽ, câu nào thể hiện bằng chứng? Quá trình ra đời, trưởng thành và chiến thắng giặc ngoại xâm của gióng đều gắn với những người dân bình dị, dù có siêu nhiên kỳ ảo đến đâu, gióng vẫn phải nằm trong bụng mẹ dù là mấy tháng, vẫn phải uống nước, ăn cơm với ca dù là mấy năm, vẫn phải mặc quần áo bằng vải của dân làng phu độc dù là cỡ rộng đến đâu. Và ngay cả ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt của gióng cũng là do vô hùng tập hợp những người thợ rèn tài giỏi trong nước đúc nên. Đối với yêu cầu trên, em hãy đọc thật kỹ đoạn văn để tìm ra dẫn chứng và lý lẽ. Về những câu văn thể hiện lý lẽ, quá trình ra đời trưởng thành và chiến thắng giặc ngoại xâm của gióng đều gắn với những người dân bình dị. Tác giả đã đưa ra dẫn chứng đó là dù có siêu nhân kỳ ảo đến đâu, gióng vẫn phải nằm trong bụng mẹ dù là mấy tháng, vẫn phải uống nước ăn cơm với cà dù là mấy năm, vẫn phải mặc quần áo bằng vải của dân làng phù độc dù là cỡ rộng đến đâu. Cùng với cả bằng chứng và ngay cả ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt của gióng cũng là do vô hùng tập hợp những người thợ rèn tài giỏi ở trong nước đúc nên. Ta đến với câu hỏi số 4. Hãy tóm tắt nội dung văn bản bằng một đoạn văn khoảng 150 chữ. Các em hãy tóm tắt nội dung văn bản trên bằng một đoạn văn đáp ứng đủ hình thức và nội dung. Cô có thể gợi ý các em như sau. Văn bản đã thể hiện góc nhìn của tác giả về nhân vật Thanh Gióng. Đây là một tác phẩm văn học dân gian lớn viết về đề tài giữ nước chống giặc ngoại xâm. Tác phẩm đã xây dựng được hình tượng người hùng phi thường với vẻ đẹp lý tưởng và bình dị thanh gióng, hội tụ những đặc điểm phi thường, thể hiện lý tưởng của nhân dân qua sự kiện ra đời, lớn lên và đi đánh giặc. Thánh gióng đồng thời mang vẻ đẹp của con người trần thế qua thời đại, lai lịch, nguồn gốc xuất thân. Gióng chính là đại diện của những người anh hùng, đồng thời thể hiện sức mạnh của nhân dân, lòng nông nàn yêu nước trong công cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam ta. Cuối cùng, ta đến với câu hỏi thứ 5 có ý kiến cho rằng những góc nhìn, cách hiểu khác nhau của tác giả về nhân vật thánh gióng giúp chúng ta hiểu văn bản sâu hơn. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao? Đối với câu hỏi trên, các em hãy suy nghĩ và trả lời theo ý kiến của bản thân, nêu rõ lý do về sự lựa chọn đó. Cô có thể gợi ý các em như sau. Các em có thể nêu, em đồng ý với ý kiến của tác giả, vì ở mỗi góc nhìn khác nhau, người đọc có thể cảm nhận, xem xét nhân vật dưới một góc độ khác nhau và hiểu về văn bản một cách sâu sắc hơn. Chính vì vậy, khi tìm hiểu văn bản, chúng ta cần tìm hiểu đồng thời theo nhiều cách để hiểu sâu về văn bản. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành bài soạn bàn về nhân vật thánh giống của tác giả Hoàng Tuyến Tự thuộc bài 8, chủ đề những góc nhìn cuộc sống, trang số 44 trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 tập 2 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lo giải 2 com để tham khảo nhiều bài giảng khác nhé chúc các em học tốt